Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh City View. Hôm nay thì mình vừa mới nhận được một cái hộp sản phẩm này, đó là nó có tên là bộ đũa thìa kèm hộp cơm văn phòng. Thì cái bộ sản phẩm này mình săn được với giá 9k trên Shopee cách đây cũng không lâu, thì đến hôm nay đã nhận được cái sản phẩm này. Thì giờ thì mình sẽ khui hộp ra để cho mọi người xem cái bộ sản phẩm này nó như thế nào nhé. Ok các bạn, giờ thì mình sẽ khui cái hộp sản phẩm này ra, xem cái bộ sản phẩm hộp đựng cơm này nó như thế nào nhé. Sản phẩm được đựng trong một cái hộp cắt tông. Và đây, đây chính là cái hộp đựng cơm. À, nó không đến nỗi to lắm đâu, khá là vừa tầm đó. Được và được xốp bọc cho một cái lớp chống sốc này nữa để tránh vỡ. Mình sẽ bóc nốt cái lớp chống sốc này ra. Đây thì đây là nguyên gốc của nó, nhưng mình thấy là cái màu của nó cảm giác nó có những cái đốm đốm ấy. Nó không phải là màu trần xanh như này. Mình sẽ bóc nốt ra nhé. Đây bên trong nó như thế này, thì mình thấy là nó được đi kèm với một cái thìa và một đôi đũa. Nhưng mà theo như quảng cáo thì mình thấy là đôi đũa là bằng inox và thìa cũng là bằng inox, nhưng mà đây là đũa thìa là bằng nhựa. Đó. Mình sẽ bỏ ra. Đó, đây là cái phần trên này, phần nắp là đựng đũa và thìa. Và nó có một cái núm cao su ở đây để đậy cái nắp, khi mình cho đũa thìa vào đây thì cái núm cao su này nó sẽ là cái núm khóa đó. Đó, giờ mình sẽ đậy lại và mở ở bên trong. À, nắp cái lẫy rất chắc nhá. Đây các bạn, đây là lòng bên trong của cái hộp và đây là phần nắp. Đó, thì bên trong này mình thấy là nó có một phần đựng cơm. À, và bên này có thể là đựng đồ ăn, rau và một số thịt ở hai cái khoang nhỏ này và cơm ở chính giữa này. Thì như mình thấy là cái dung tích của nó thì cái phần khoang này nó chứa được khoảng vào tầm độ hai cái bát con mọi người ăn cơm thường ngày ấy, là nó sẽ đựng được vào khoảng tầm đấy cơm. Còn về thức ăn thì cũng tùy liều lượng. Mình thấy là với cái một cái hộp như này mà để đựng và đem cơm văn phòng lên công ty để ăn ấy, thì mình thấy khá là ok, nó cũng không đến nỗi to. Thì ở đằng sau này nó cũng là một cái mặt phẳng thôi và có mấy cái đường gân ở đây để tạo cái đế ấy, nhưng mà nó không được nổi lắm. Thì đây là toàn bộ về cái bộ đồ đựng cơm văn phòng. Mình thấy là mình không thích một cái là tại vì các bạn có thể nhìn thấy kỹ này. Đó, đây thì trên cái hộp này nó không phải là màu xanh trần luôn, mà nó lại có những cái lấm tấm của những cái đốm ấy, đốm hơi nâu nâu chấm chấm trên cái phần nhựa xanh này. Thì mình thấy như thế này thì cái màu này mình không được thích lắm, nhưng mà về cái kết cấu và thiết kế của cái hộp đựng cơm văn phòng này thì mình lại thấy khá ok. Tuy nhiên cái màu thì mình không được thấy hài lòng lắm. Nhưng mà với giá 9k mà săn được sale trên Shopee thì có một cái hộp đựng cơm để đem cơm của vợ đi làm là khá ok rồi. Đó, thì đây mình sẽ đây là hai cái chiếc đũa đũa ngắn bằng nhựa và một cái muôi thìa. Đó, mình sẽ bỏ lại nhá. À, mình quên mất, mình xem qua cái quảng cáo về cái hộp này thì với cái công dụng của cái nắp đậy này thì cái phần khoang trên này nó còn có một cái tác dụng nữa là khi các bạn ngồi ăn ấy mà muốn giải trí thì có thể nhấc cái khay cơm ra bên và đặt cái nắp ra. Đó, khay cơm này mình ăn và cái nắp đó chính là cái nắp, thì các bạn có thể đặt được cái điện thoại vào đây. Đó, giữ cái này để xem những cái tập phim hay là những cái giải trí trên cái điện thoại mình trong lúc mình ăn, nó cũng khá là tiện. Đó, thì đây là cái nguyên bản của cái hộp. Mình sẽ đậy lại. Mình sẽ đậy lại nha. Đó. Thì cũng quên mất,
không review luôn là ở bên trong cái lòng đậy này nó có một cái gờ ron cao su các bạn, để cách nước mà khi đặt cho cơm vào trong cái hộp này thì nó cũng sẽ giữ nóng được luôn ấy. Nên trong này nó có một cái đường gân cao su nữa nha các bạn. Đó. Thì giờ mình sẽ đậy lại để cho các bạn xem tất tần tật. Đó, nó có bốn lẫy khóa xung quanh. Đó. Rồi, giờ mình sẽ thả nốt cái bộ đũa thìa vào đây. Rồi, thì sau khi thả vào các bạn đậy vào là cái bộ đũa thìa nó đã nằm ở trong đây rồi. Đó thì các bạn có nhìn thấy là nó cũng khá là nhỏ thôi, không đến nỗi to lắm, đựng được tiêu chuẩn một cái suất cơm của mình cũng khá là ổn. Đó thì đây là cái video review về cái hộp sản phẩm này của mình. Đó, hộp đựng cơm. Các bạn có nhìn thấy này. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình. Xem lại, subscribe và ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin chào các bạn.